Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và thưa quý vị, đây là câu chuyện cuối cùng mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị. Tiết mục này là một tiết mục sẽ mang chúng ta về ký ức của một thời Sài Gòn, những năm nhạc tua phát triển. Và bây giờ, điệu disco sẽ vang lên với thí sinh cuối cùng, Nga Nguyễn. Nga chưa bao giờ đu dây, tham gia vào cái hoạt động này thì Nga mới thực sự hiểu rằng là cái sức nặng của mình nó kinh khủng mức nào. Bạn bắt hoàn toàn cả hai chân, hai tay lên cái dây ngang và phải bò qua đó giống như kiểu người ta treo một con bê để người ta nướng ấy. Nga chỉ đi được khoảng hơn 2 mét gì đó thì Nga lại bị rơi xuống một lần. Cái phần thử thách chạy vượt địa hình khác nhau, Nga đã lấy cho mình một cái mốc là 1 phút 20 giây. Khi Nga hoàn thành chướng ngại vật đấy của mình là 1 phút 18 giây thì Nga thực sự rất là vui. Trải qua 3 vòng chạy, Nga đã phát hiện ra sức bền Nga có. Tuy nhiên để mà bứt phá mà để kết thúc chặng đua, Nga chưa làm được. Đến cái phần chạy nước rút để về đích, hai chân hai tay Nga bắt đầu rũ ra. Và đó cũng là một cái lỗi mà Nga thường gặp khi mà tham gia các cái bài nhảy của mình trên sân khấu. Lần đầu tiên trong đời mà Nga nghĩ rằng Nga đủ điên để vượt qua một bức tường cao 2m2. Thì lúc mà vượt qua tường thì Nga cố gắng làm sao leo thật nhanh. Mọi người ôm nhau nhảy vòng tròn, sau đó là Nga vật ra đất, hai chân thì run bần bật. Bù lại thì ai cũng thấy rất là vui vẻ, rất là đã. Nga vẫn còn khoảng hơn 10kg mỡ cơ. Vẫn cái phương pháp mà Nga đang áp dụng, Nga sẽ tăng cái tường độ tập luyện lên, giảm được tương đương với số cân nặng của tuần trước, đảm bảo được cái điểm số cân nặng của Nga. Trong cái phần tập nhảy với Hải ấy, hai người có chưa hiểu ý nhau, làm ra là những cái phần mà bê đỡ ấy vẫn chưa được mượt mà. Bọn Nga sẽ phải tập với nhau nhiều hơn nữa. Trong lần social dance này, Nga muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng Nga có thể biến hình. Cho thí sinh cuối cùng của chúng ta, Nga Nguyễn và Duy Hải. Phải nói là một cái phần biểu diễn mà rất là lo lắng cho các bạn, nhưng mà không sao, cuối cùng là cũng đã đáp cánh an toàn. Dạ, xin mời John. Cười cái nè, cười cái cái. Tại anh cũng lo lắng. Ừ, đó, bắt đầu bây giờ mới cười nè. Lo lắng trong cái bài này, xin lỗi, rất là xin lỗi, cái bài bây giờ cười là không đúng. Another one. Xin mời phéo đỏ. Anh làm gì anh cười? Cái cảm giác cười của anh là không tốt nha, rất là nguy hiểm và căng, vì đây là cái em là cái tiết mục và thí sinh cuối cùng. Chắc chắn mình biết cái bài của mình phải hay, thì cái phần đầu lúc tụi em mới xuất hiện và nhảy disco thì anh rất thích, rất rất thích. Và sau đó cái phần tiếp theo lúc Nga Nguyễn kéo cái tay của Hải và làm mấy cái sạc chân, đúng không? Cái đó rất đẹp, nhưng mà trong cái suy nghĩ của anh là tại sao mình đang làm cái đó. Và sau đó em bưng bê Hải, sau anh cũng là ồ, một lần nữa tại sao mình đang tập trung về Hải nhiều quá. And then sau đó cái bài nó bắt đầu nó rất là disco, xong tiếp theo nó không tốt và gặp một cái trượt và té, và
nhiều cái mình không muốn xảy ra trong một cái tiết mục mới xảy ra trong cái bài này. Và anh cười tại vì anh rất là trân trọng cái khách chuyên nghiệp của tụi em. Anh đang thiếu bây giờ cái khách chuyên nghiệp đó. Là tụi em từ đầu đến cuối cái tiết mục tụi em cũng hết sức, hết mình, cười tươi. Và cuối cùng tụi em làm xong cái bài nha. Xin lỗi tụi em. Xin mời chị Việt Hương. Trong đây tôi nghĩ các bạn bận phục trang. Tôi nghĩ đây là thập niên 70. Nhưng mà vô tình tôi nghĩ trong khán phòng này, để cái lứa tuổi mà ngày xưa đi vũ trường năm 1980 mấy, tôi nghĩ rất là hiếm. Thời đó tôi rất là nhỏ, tôi được đi vô trong vũ trường tôi hát. Và các bạn nên nhớ là một khi các bạn đem là phải đúng. Tại vì tôi nghĩ hai bạn tuổi còn rất nhỏ, với cái kiểu các bạn không cần kỹ thuật nhiều, nhưng các bạn phải làm đúng thời điểm đó. Còn không đừng đi nhảy là phải đúng cái thời đó, ghét ra nhảy. Và các bạn hãy nhớ là cái thời đó là cái thời hầu như giấu một cái sự lén lút nhảy. Và chúng tôi khi chúng hát trong cái bar nhỏ xíu rồi, chứ không được như khán phòng này. Tôi xin phép gửi cái đôi dài ra, tại chiều cao tôi thế giới công nhận rồi, tôi không cần gì phải lẹp. Và tôi tính lại, và nếu các bạn nhiều kỹ thuật quá thì bạn nữ phải giúp bạn nam, chứ bạn nam làm sao mà bưng bê nổi. Bỏ bớt kỹ thuật, và chúng ta phải làm sao mà tôi cảm thấy thập niên 70, 80, 90 nhảy xấu, tàn bạo vô nhân đạo, nhảy không có dính dáng gì tới xã hội trơn, nhảy bất chấp nhạc disco. Bạn thái độ kinh búng búng chặt chặt búng nè, mà cái mặt vô cùng thái độ. Và khi tôi nghe cái điệu nhảy disco năm 2000 đó, tôi chờ đợi lắm, tôi đã tên vấn mà tôi chờ lên các bạn để chi, tôi coi cái thái độ, cái mặt của các bạn làm gì mà cái mặt nhảy xấu ơi là xấu, mặt nhảy mặt nhảy dữ dội xấu tàn nhẫn búng chặt chặt quần muslin thì nó mới ra. Còn các bạn cho kỹ thuật vô quá nhiều làm hồi không ra, mà tự nhiên lo. Mà khi đi thi cho người ta cái cảm giác người ta lo hoài, ta quên hết trơn. Hãy nhớ là làm cái gì thoải mái nhẹ nhàng mình có thể làm được. Nhưng nữa, nói một hồi nữa hại trời, mà cũng còn nhân nữa. Với Việt Hương 4 mấy ký nó khác. Và chị sống ở thời đó nó khác. Với cái này làm sao mà bưng được. Và tôi lên đây tôi chỉ nhảy chơi thôi mà tôi thở dày. Thì các bạn nghĩ số lượng mỡ dày thì làm sao mà dễ dàng lọt qua nổi. Mà bạn đã lọt qua là bạn đã quá hay rồi. Chỉ có thiếu cái gì mình lên mình giảm giá thêm cho các bạn biết về cái thời đó. Tại các bạn đâu có sống thời đó đâu, các bạn biết. Lâu lâu xà ra cái là bất chấp lắm. Cho nên cái mặt phải thiệt là nhiều. Nhảy dứt khoát cái động tác xấu nhưng mà nó cho nó ra. Hiểu không? Phải búng sang khớp làm chát 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 là tôi vỗ liền. Chờ đợi các bạn quá. Cho nên là vẫn phải rất yêu em một cái thân hình mà từ dưới lên ông cho ông cười quá trời, ốm nhách mỏng dám y như là cái que mà cắm vô củ khoai lang vậy đó. Cảm ơn giám khảo Việt Hương. Trời ơi, tôi nói chưa có thấy một giám khảo nào mà phóng lên bất chấp đầm xòe xả luôn đôi guốc. Có vỗ tay, vỗ tay Việt Hương. Hay quá Hương ơi. Anh Đàm Vĩnh Hương anh thấy sao ạ? Đúng như Việt Hương nói, những ca khúc này một thời cả thế giới phải hát theo. Cho nên đây là một cái lợi thế cho tụi em. Và tụi em đã tính được trang phục như thế. Có quá nhiều những lợi thế luôn. Nhưng mà cái bài dựng á, nó hơi uổng một chút. Thảm dựng với bóp luôn, nhảy múa đô luôn, thì nó sẽ ra cái kiểu funny, là vui, là tổ chức, là social. Nếu mà đem 10 người lên thì nhảy sẽ thấy hoàn toàn hợp lý. Những động tác đó là đã tập thể. Còn hai người chỉ cần muốn nhảy đôi, dance thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều, hoặc té hoặc là có những cái gì đó nó hay hơn. Và bây giờ thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn dự đoán tiết mục này sẽ được giám khảo bình chọn là tốt nhất tuần, chúng ta soạn BN khoảng cách 07 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Và điểm số của giám khảo cũng sẽ được giữ lại cho đến cuối giờ. Mời bạn lên cân. Cân nặng cũ là 71,7 kg và cân nặng hiện tại là 71 kg. Bạn giảm được chỉ có 7 lạng thôi, tương đương với 1%. Đây là một chỉ số giảm cân hơi bị thấp so với tuần thứ 7. Hy vọng là chúng ta sẽ có những cái phép màu xảy ra với bạn. Chúng ta đến với câu chuyện giảm cân trong suốt 7 tuần của Nga Nguyễn nhé.
Thưa quý vị, cân nặng cũ của bạn đến với cuộc thi là 88 kg, cân nặng hiện tại là 71 kg và bạn giảm được 17 kg. Chúc mừng em đã có một cái diện mạo mới rất là xinh đẹp. Chúc mừng An Nguyễn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.